Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong nghiệp bất kiếp khó thiền cầu, con đã nghe thấy chương thị tụng, nguyện tỏ như lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bi quyển 8 phẩm 24 quá khứ. Phật nói: Thiện Nam, cách vô lượng vô số kiếp không thể nghĩ bàn ở thời quá khứ, có Đức Phật hiệu Ly Cấu Quang, là đấng Như Lai ứng cúng chín biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trụ phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi nước tên Thiện Ly Cấu, kiếp tên Chiếu Minh. Cõi ấy thanh tịnh, mặt đất là lưu ly sáng như gương, đất đai bằng phẳng, có các hàng cây bảy báu, có hai sen báu to bằng bánh xe, tươi đẹp ưa nhìn. Nhà cửa cung điện tinh xá đều bằng vật báu. Cuộc sống của trời người ở đây như cõi trời thứ sáu tự tại thiên. Họ sống an nhàn, ít tham sân si, tự tại tịch tỉnh. Cõi này không có mặt trời mặt trăng, vì đất Ly Cấu Quang luôn phóng ra ánh sáng soi chiếu khắp cõi nước. Ngày đêm luôn sáng, hoa sen khép biết trời tối, hoa sen nở biết trời sáng. Đức Ly Cấu Quang có 800 ức đệ tử Bồ Tát, vô số vô lượng Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia phát tâm Bồ Đề vô thượng. Ở cõi này không có ngoại đạo và các thừa pháp khác, chỉ có đại thừa. Chúng sinh thuần tịnh không thoái chuyển, Đức Ly Cấu Quang dạng pháp không vô tướng vô nguyện. Đức Phật thọ mạng nửa kiếp, chúng sinh ở cõi này được phân thành hai, số ở dưới đất, cất nhà cửa trên đất là người. Chúng ở trong hư không là trời, cuộc sống của họ không khác nhau. Trời người ở đây một lòng phụng Phật, không có tà ý, tôn thọ kinh pháp Phật, tư duy pháp Phật. Cõi này không có người nữ, không có tội lỗi, không dục trần. Chúng sinh ở đây chuyên học ba pháp, giới định tuệ. Giới luôn tâm niệm tu tập trí tuệ, trừ các hành. Định an trụ tâm ý, thành tựu thần thông. Trí an trụ trí ba la mật, đạt biện tài phân biệt. Thì Nam, đó là pháp ba la mật. Các Bồ Tát ở đây không thọ giới cấm, vì luôn thanh tịnh. Lúc hai Đức Thế Tôn chỉ ăn thuyết pháp vô thượng. Trong chúng Bồ Tát có Bồ Tát tên là Quang Thủ, rồi toàn ngồi trước pháp bên vai thịt vai áo bên phải, quỳ sát với phải chấp thấy bạch Phật. Thưa Thế Tôn, thế nào là tổng trì? Bồ Tát an trụ tổng trì nào đã nghe hiểu tất cả pháp Phật và diễn thuyết cho chúng sinh? Phật nói: Thì Nam, Bồ Tát an trụ nơi tổng trì bảo diệu sẽ làm được việc ấy. Bồ Tát thưa: Xin Như Lai giảng rõ để chúng con lãnh hội tu học thành tựu cách tổng trì. Đức Phật Ly Cấu Quang liền nói kệ: Đạt tổng trì bảo diệu, cần trừ hết trần cấu vào dơ nhưng không nhiễm, không nhiễm một pháp nào, tâm tịch tỉnh không chấp, đạt tổng trì bảo diệu, thành tựu tổng trì này soi rọi khắp tất cả, thân khẩu luôn thanh tịnh, tâm sáng lìa nhiễm uế, bình đẳng hành từ bi, là tổng trì bảo diệu. Vượt thoát 32 trường tất cả vọng tưởng, lìa hy vọng mong cầu, là tổng trì bảo diệu. Mạnh mẽ đến các cõi, đức lớn tựa hư không, hiểu tất cả tịch tỉnh, là tổng trì bảo diệu. Không đoạn diệt tam bảo, trừ ba cấu ba đời, khô cạn dòng khổ não, là tổng trì bảo diệu. Diệt tham dục sân si, trừ trần lao nhớ uế, an tọa của Bồ Đề, là tổng trì bảo diệu. Tất cả các âm thanh thượng trung hạ trong đời vào trong một âm thanh, là tổng trì bảo diệu. Xuyên tu hiểu pháp màu, thông đạt các nghĩa câu, không chấp ta hay người, là tổng trì bảo diệu. Trong biện tài phân biệt, an trụ nơi bốn đạo, bốn thiên vang ba cõi, là tổng trì bảo diệu. Thông đạt nghĩa đệ nhất, tọa bốn hạnh bình đẳng, tu tập năm thần thông, là tổng trì bảo diệu. An trụ bốn ý chỉ, bốn niệm xứ, tùy thuận bốn chánh cần, phụ hành bốn thần túc, là tổng trì bảo diệu. Dù thọ trì năm căn, là an lập năm lực, tu tập bảy giác phần, là tổng trì bảo diệu. Thực hành tám thánh đạo, quan sát pháp tịch tỉnh, thành tựu pháp giải thoát, là tổng trì bảo diệu. Thần thông đi các cõi, tùy toàn đạo giải thoát, đời diệt mọi phiền não, là tổng trì bảo diệu. Soi sáng cả ba đời bằng hào quang tịch tỉnh, mắt thanh tịnh chiếu soi, là tổng trì bảo diệu. Mắt tịnh là mắt pháp, cũng là mắt Như Lai. Tịnh trần cấu ma quân, hủy hoại cả năm ấm, thanh tịnh các ma chết, đủ ai lực trừ ma. An trụ tổng trì này, đi lại vô số cõi, gặp vô lượng Thế Tôn, nghe hiểu kinh pháp Phật, do lực tổng trì nhớ rõ pháp đại nghĩa, phân biệt các nghĩa lý, giải thuyết cho trời người. Với trí tuệ sáng soi, hiểu rõ việc báo ứng,
biết các pháp bằng tuệ, trụ tổng trì bảo diệu, biện tài không chướng ngại, thành tựu ba mắt tịnh, trọn vẹn ba giải thoát, tinh tấn trọn tổng trì, trong tất cả tổng trì bảo diệu là hơn hết, tiền tọa và giải thoát, thành tựu đà la ni, an trụ trong thần tâm, nhờ thành tựu pháp này như tất cả sông suối đều đổ về biển cả, tổng trì này cũng vậy, hàm chứa vô lượng pháp, thấu hiểu mọi tâm ý, thành tựu trí vô tận, phước đức không bờ bến là nhờ sức tổng trì, trọn vẹn các tướng tốt, tánh trí đều thanh tịnh như ngọc sáng không vết, là nhờ sức tổng trì, thâm nhập tạng pháp màu, đẹp pháp nhẫn vô sinh, an trụ địa không thoái, lúc giảng pháp tổng trì, vô số các bồ tát cầu đạt đạo bồ đề đã đạt tổng trì này sẽ giả thành quả Phật. Các đức Phật mười phương thuyết pháp vì chúng sinh, người thành tựu tổng trì, độ biện tài không ngại, biết căn tánh lòng tin, tùy thuận mọi quần mê, chưa đủ tài giảng thuyết, nhưng khi đạt tổng trì sẽ giảng truyền chánh pháp, độ trăm ngàn chúng sinh an lập pháp đại thừa, kiên trụ tổng trì này, vô số nê do kiếp tháng tháng công đức đó không thể nào nói hết công dụng tổng trì này. Thị Nam Đức Ly Cấu Quang: Nêu dạng tổng trì này có 32.000 Bồ Tát đạt được tổng trì, Bồ Tát Quang Thủ cũng đạt. Thị Nam: Ông biết không, Bồ Tát Quang Thủ thời ấy nó chính là ông đây. Nhờ vậy Bồ Tát Tổng Giáo Vương hóa độ chúng sinh ở cõi ác, có thể thưa hỏi pháp nơi Như Lai, thông suốt công nghĩa, không tâm do dự, trừ mọi nghi ngờ, giảng thuyết pháp màu. Các ông hãy tự quán sát để thành tựu pháp tổng trì này. Phẩm 25 Tuệ Nghiệp. Bây giờ Bồ Tát Trí Tích hỏi Đức Phật: Thế Tôn, làm sao Bồ Tát đạt được tổng trì này? Nhớ rõ các pháp tạo lợi cho chúng sinh, tự tu các hạnh. Phật nói: Thì Nam, Bồ Tát an trụ trí nơi căn bản, tạo nghiệp bằng tuệ sẽ đạt tổng trì bảo diệu, nhớ rõ pháp tạo lợi cho chúng sinh. Bồ Tát lại thưa: Xin Như Lai, giảng rõ thế nào là trí căn bản, thế nào là tuệ nghiệp. Phật nói: Hãy lắng nghe, suy xét kỹ, Như Lai sẽ nêu giảng. Thì Nam lắng nghe về nghĩa lý, tư duy nhớ nghĩ là trí căn bản. Giảng lại pháp đã nghe cho người là tuệ nghiệp. Quán sát phân biệt là trí căn bản, khai ngộ chúng sinh là tuệ nghiệp. Tùy thuận quán biết, quán sát biết nguồn gốc là trí căn bản, tùy thời khai hóa chúng sinh là tuệ nghiệp. Tu hành bình đẳng, không thiên lệch là trí căn bản. Hành hạnh chân chánh, không tà vậy là tuệ nghiệp. Tâm không khởi, không chấp là trí căn bản. Không khởi tâm, nhưng thuyết giảng kinh điển là tuệ nghiệp. Nhàn tịnh tư duy, tâm tịch tỉnh là trí căn bản. Thân tâm an nhiên, không tán loạn là tuệ nghiệp. Tâm chuyên nhất, không khởi các việc là trí căn bản. Biết đạo nhất thừa, không chống trái là tuệ nghiệp. Chuyên tâm quán sát là trí căn bản. Đạt giải thoát xuôi tăng thâm tối là tuệ nghiệp. Tuân hành một ba môn giải thoát là trí căn bản. Hiểu rõ việc quá khứ, vị lai hiện tại là tuệ nghiệp. Tín hiểu nghĩa đạo, không mê hoặc là trí căn bản. Vượt mọi trở ngại là tuệ nghiệp. Tâm mạnh mẽ, không khiếp sợ là trí căn bản. Thân tâm an định, không vội vàng là tuệ nghiệp. Ý ung dung, không thô bạo là trí căn bản. Tư duy rộng, nhớ biết rõ là tuệ nghiệp. Biết khống chế nghiệp thời là trí căn bản. Tâm thường định là tuệ nghiệp. Tu thiền hiệu pháp là trí căn bản. Ý không chấp niệm là tuệ nghiệp. Hành bốn chánh cần, khiến từ bỏ mọi nguồn gốc là trí căn bản. Thanh tịnh không nhớ uế, hiểu các pháp là tuệ nghiệp. Tu bốn thần túc, đi lại nhẹ nhàng là trí căn bản. Không hành nhưng thành tựu thần túc là tuệ nghiệp. Tu tập năm căn, lạc tịch tỉnh là trí căn bản. Phân biệt biết chỗ hướng đến của các căn là tuệ nghiệp. An trụ nơi năm lực không dao động là trí căn bản. Hàng phục trần lao, không khởi dục là tuệ nghiệp. Hiểu bảy phần giác, đạt nhận nhu thuận là trí căn bản. Phân biệt các pháp, tự tại trước mọi pháp là tuệ nghiệp. Tu tám chánh đạo, thông suốt không chướng ngại là trí căn bản. Phân biệt dẫn dục, đưa phi pháp về chánh pháp là tuệ nghiệp. Hiểu rõ khổ tập, tiến tu đạo pháp là trí căn bản. Đạt diệt đế, tâm không cùng tận là tuệ nghiệp. Tụng kinh hiểu nghĩa là trí căn bản. Thông đạt kinh pháp, phụng hành đúng pháp là tuệ nghiệp. Nhớ kỹ pháp đã nghe là trí căn bản. Hiểu nghĩa không trái lý là tuệ nghiệp.
Nghe tiếng nhưng không chắc là trí căn bản, thuận kinh hiểu nghĩa là tuệ nghiệp, quán mọi vật đều vô thường là trí căn bản, biết các pháp không hành là tuệ nghiệp, quán mọi vật là khổ là trí căn bản, biết các pháp vốn rỗng lặng là tuệ nghiệp, hiểu các pháp không có ngã là trí căn bản, quán chúng sinh vốn thanh tịnh là tuệ nghiệp, không kinh sợ khi nghe pháp chân thật là trí căn bản, biết nguồn gốc của các pháp là tuệ nghiệp, quán niết bàn tịch tỉnh là trí căn bản, biết tất cả các pháp vốn tịch tỉnh là tuệ nghiệp, nghe kinh không nghi ngờ lo sợ là trí căn bản, hiểu nghĩa lý biết về biết hướng về là tuệ nghiệp, suy xét pháp không chìm đắm là trí căn bản, đủ biện tài phân biệt các pháp là tuệ nghiệp. Nghe mọi âm thanh như không lo sợ là trí căn bản, tùy thời thông đạt là tuệ nghiệp. Nghe biện tài của Phật như không hoảng sợ là trí căn bản, giảng thuyết cho tất cả là tuệ nghiệp. Hành pháp về chúng sinh là trí căn bản, giáo hộ chúng sinh bằng tâm là tuệ nghiệp. Hành từ bi vì mình và mọi loài là trí căn bản, đủ hai pháp không chấp trước. Phát lòng từ bi lớn là tuệ nghiệp, vui thích pháp là trí căn bản, không cao thấp chống trái là tuệ nghiệp, quan sát đoạn trừ ràng buộc nguy hại là trí căn bản, biết mọi hành động của mình là tuệ nghiệp, luôn niệm Phật là trí căn bản, biết pháp thân nhưng không chấp là tuệ nghiệp, niệm kinh hiểu nghĩa là trí căn bản, phân biệt trừ dục là tuệ nghiệp, niệm chư tăng luôn cúng dường là trí căn bản. Thành tựu vô vi quán sát không trần dục là tuệ nghiệp, thường nghĩ đến việc bố thí cứu giúp kẻ nghèo khổ là trí căn bản, bỏ trần dục thuận ý đạo là tuệ nghiệp, thận trọng giữ giới là trí căn bản, làm nhưng không chấp hiểu giới cấm là tuệ nghiệp, thường niệm thiên tọa ngộ là trí căn bản, làm thanh tịnh các pháp từ trần dục là tuệ nghiệp, nghe hiểu nghĩa là trí căn bản, không nhiễm tiếp tục là tuệ nghiệp, mọi việc làm đều chân thật không lỗi lầm là trí căn bản, hiểu rõ không tạo tác không báo ứng là tuệ nghiệp, không cao ngạo là trí căn bản, thành tựu trí lớn là tuệ nghiệp, luôn tự thức tỉnh là trí căn bản, đủ cả hai việc là tuệ nghiệp, thọ trì 84.000 kinh pháp là trí căn bản, phân biệt 84.000 hạnh là tuệ nghiệp, tùy thời giảng pháp là trí căn bản, tùy cơ giảng kinh không trái là tuệ nghiệp, khai hóa chúng sinh vào trong đạo là lý trí căn bản, trọn trí lớn đủ phương tiện chỉ dạy chúng sinh, giúp chúng sinh không thoái chuyển là tuệ nghiệp, không lo sợ khi nguyện sinh thủ đông cõi là trí căn bản, giáo hóa mọi loài khi thọ sinh là tuệ nghiệp, sinh năng tu tập thành tựu âm hưởng nhẫn là trí căn bản, luôn tu tập không vì thọ sinh là tuệ nghiệp, tự tùy thuận đạt nhẫn nhu thuận là trí căn bản, thành tựu pháp nhẫn vô sinh là tuệ nghiệp, sinh năng tu tập đạt địa không thoái chuyển là trí căn bản, thành tựu địa a duy nhiên là tuệ nghiệp, thành tựu hạnh nghiệp an toàn đức tọa bồ đề là trí căn bản, hiệu pháp trường y tọa ngộ sự bình đẳng, phát tâm bồ đề vô thượng tùy thuận thời cơ thành tựu chánh giác là tuệ nghiệp. Đức Phật nói kệ nhắc lại ý trên. Nghe thọ các kinh pháp, học hỏi không buông lung, thanh tịnh tất cả chúng là học trí căn bản, giảng thuyết pháp đã nghe, tâm từ truyền bá rộng, Bồ Tát thật thù tánh, thành tựu tuệ nghiệp lớn, tư duy bằng ý sáng chính là trí căn bản, phân biệt giảng các kinh là tuệ nghiệp lớn lao. Thực hành như ý niệm chính là trí căn bản, giảng thuyết cho mọi loài là tuệ nghiệp lớn lao. Không để tâm sinh khởi chính là trí căn bản, không chấp nơi tâm mình, tuệ nghiệp lớn là đó. Tu tịnh tu hành chân chánh chính là trí căn bản, thuyết giảng hành đã tu, tuệ nghiệp lớn là đó. Tịch tỉnh chuyên hành đạo chính là trí căn bản, thân tâm không chấp ngã, tuệ nghiệp lớn là đó. Lo sợ tập sinh tử chính là trí căn bản, yêu thích đạo nhất thừa, đó tức là tuệ nghiệp. Thích quán pháp tịch tỉnh, đó là trí căn bản, tư duy việc giải thoát, đó tức là tuệ nghiệp. Xuyên tu ba giải thoát, đó là trí căn bản, cho đắc trí ba đạt, ấy tức là tuệ nghiệp. Chuyên tập bốn ý chỉ, đó là trí căn bản, niệm không ý không ngã, ấy tức là tuệ nghiệp. Bỏ ác làm việc lành, đó là trí căn bản, gốc tịnh trừ pháp ấy, đấy tức là tuệ nghiệp. Chuyên hành bốn thần túc, đó là trí căn bản, không tham tập thần túc, đấy tức là tuệ nghiệp.
Tinh soi pháp giải thoát, đó là trí căn bản vượt tất cả trở ngại, ấy tức là tuệ nghiệp. Siêng năng không ngừng nghỉ, đó là trí căn bản. Thân ý đã dừng nghỉ, đấy tức là tuệ nghiệp. Chỉ tỏ ngộ nhàn tịnh, đó là trí căn bản, chẳng trụ tất cả xứ, đấy tức là tuệ nghiệp. Tự giác biết ý định, đó là trí căn bản. Hành chánh thọ gốc tịnh, đấy tức là tuệ nghiệp. Khi thực hành năm căn, đó là trí căn bản. Biết các căn chúng sinh, đấy tức là tuệ nghiệp. Thực hành pháp năm lực, đó là trí căn bản. Ân cần đạt thánh tuệ, đấy tức là tuệ nghiệp. Giác ý nhận nhu thuận, đó là trí căn bản. Hiểu rõ hết thảy pháp, đấy tức là tuệ nghiệp. Xin tu đạo tinh tấn, đó là trí căn bản. Trừ bỏ pháp phi pháp, đấy tức là tuệ nghiệp. Biết phương tiện trừ khổ, đó là trí căn bản. Nơi chứng không diệt tận, đấy tức là tuệ nghiệp. Tu tập tùy thuận đạo, đó là trí căn bản. Dẫn dắt theo nghĩa lý, đấy tức là tuệ nghiệp. Nghe nhiều không chán ghét, đó là trí căn bản. Hành thuận nơi pháp yếu, đấy tức là tuệ nghiệp. Tìm hiểu rõ nghĩa lý, đó là trí căn bản. Phụng hành nơi thánh đạt, đấy tức là tuệ nghiệp. Không chấp vào thọ mạng, đó là trí căn bản. Chỗ niệm như giáo pháp, đấy tức là tuệ nghiệp. Quán biết vật vô thường, đó là trí căn bản. Nơi ấy biết vô sinh, đấy tức là tuệ nghiệp. Hiểu các pháp là khổ, đó là trí căn bản. Các pháp thảy vô vi, đấy tức là tuệ nghiệp. Tất cả pháp không ngã, đó là trí căn bản. Tánh ấy luôn thanh tịnh, đấy tức là tuệ nghiệp. Tánh niết bàn tịch tịnh, đó là trí căn bản. Chúng sinh luôn diệt độ, đấy tức là tuệ nghiệp. Quan sát rõ nghĩa lý, đó là trí căn bản. Biết rõ nghĩa phân biệt, đấy tức là tuệ nghiệp. Dẫn tinh vào kinh pháp, đó là trí căn bản. Thông đạt nơi kinh pháp, đấy tức là tuệ nghiệp. Không lo sợ pháp nào, đó là trí căn bản. Hiểu rõ nẻo hướng về, đấy tức là tuệ nghiệp. Đối biện tài của Phật, đó là trí căn bản. Thấu rõ tự nếu bày, đấy tức là tuệ nghiệp. Hành hạnh thương chúng sinh, đó là trí căn bản. Đạt được từ không chuyên, đấy tức là tuệ nghiệp. Biết thương mình và người, đó là trí căn bản. Không tưởng chấp ta người, đấy tức là tuệ nghiệp. Luôn vui vẻ an lạc, đó là trí căn bản. Không đeo không chỗ khởi, đấy tức là tuệ nghiệp. Dẫn tạo nơi tham ái, đó là trí căn bản. Tâm thông đạt hai nẻo, đấy tức là tuệ nghiệp. Chuyên tâm niệm Thế Tôn, đó là trí căn bản. Nếu theo pháp thân dạy, đấy tức là tuệ nghiệp. Tư duy các kinh pháp, đó là trí căn bản. Biết rõ pháp báo ứng, đấy tức là tuệ nghiệp. Niệm công đức thánh chúng, đó là trí căn bản. Nếu hiểu rõ vô vi, đấy tức là tuệ nghiệp. Thích hành hành bố thí, đó là trí căn bản. Ví xem bỏ mọi trần, đấy tức là tuệ nghiệp. Thanh tịnh các giới cấm, đó là trí căn bản. Độ nơi giới vô lậu, đấy tức là tuệ nghiệp. Niệm chư thiên thần thông, đó là trí căn bản. Nếu niệm định lại định, đấy tức là tuệ nghiệp. Nghe hiểu rõ nghĩa lý, đó là trí căn bản. Không cùng thế gian hành, đấy tức là tuệ nghiệp. Siêng năng tạo nghiệp lành, đó là trí căn bản. Tạo nơi tạo không tạo, đấy tức là tuệ nghiệp. Khiêm tốn không cao ngạo, đó là trí căn bản. Chẳng cho mình có tuệ, đấy tức là tuệ nghiệp. Tự thân luôn siêng năng, đó là trí căn bản. Vì chúng sinh tạo hành, đấy tức là tuệ nghiệp. Thọ trì tạng pháp Phật, đó là trí căn bản. Thoát độ hành chúng sinh, đấy tức là tuệ nghiệp. Diệt tất cả pháp ác, đó là trí căn bản. Quy chúng sinh ba xứ, đấy tức là tuệ nghiệp. Bố thí vì từ bi, cùng tạm mọi lợi ích, giáo hóa khiến lìa cấu, đấy tức là tuệ nghiệp. Bình đẳng lợi tất cả, xem như công đức Phật. Bậc chánh sĩ như thế, đấy tức là tuệ nghiệp. Sở ấm giới hiện có, đó là trí căn bản. Tư duy sinh nơi ấy, đấy tức là tuệ nghiệp. Chẳng sân đạt tuệ tận, đó là trí căn bản. Khởi tuệ không chúng sinh, đấy tức là tuệ nghiệp. Như đạt nhận âm hưởng, đó là trí căn bản. Nẻo hành như chỗ niệm, đấy tức là tuệ nghiệp. Đại pháp nhẫn nhu thuận, đó là trí căn bản. Chứng pháp nhẫn vô sinh, đấy tức là tuệ nghiệp. Trụ địa không thoái chuyển, đó là trí căn bản. Đạt địa a duy nhan, đấy tức là tuệ nghiệp. An tọa của bồ đề, đó là trí căn bản. Đạt mọi tuệ thần thông, đấy tức là tuệ nghiệp. Biết rõ gốc của trí, đó chính là tâm đạo. Nương tựa vào tâm này, làm mọi việc bằng tuệ. Chân thật tu tâm đạo, không hề bị dao động, là việc làm bằng tuệ. Tùy thời làm mọi việc, thực hành đạo của Phật, là nguồn gốc đạo tâm, thần lực Phật là thế.
Độ biện tài phân biệt trải qua vô số kiếp, khen ngợi công đức này và không thể nói hết. Hà quang công đức Phật, chư Phật thời quá khứ, hiện tại cũng như thế, cùng chư Phật vị lai, không thể nào tính biết. Những ai muốn cúng dường, đừng thối thắng vô thượng, tùy thuận hành tâm đạo, thành tựu không bốn luân. Lúc Phật giảng pháp này, các cõi Phật mười phương chấn động đủ số cảnh. Pháp thời bảo nghiêm cũng rung động. Bồ Tát Trí Thích bạch Phật: Thế Tôn, vì sao cõi Phật nơi mười phương chấn động đủ số cách, và pháp thời trong hư không cũng rung động? Phật nói: Thiện Nam, cái này được chư Phật thời quá khứ khen ngợi. Thời quá khứ Bồ Tát đã từng tu hỏi. Phật đáp: Nên có hiện tượng đó. Phẩm 26 Bồ Tát Trí Thích. Lúc ấy Bồ Tát đại phân biệt biện, phân biện biệt thưa Phật: Thế Tôn, vì sao Bồ Tát có tên là Trí Thích? Phật nói: Thiện Nam, vô số kiếp ở thời quá khứ có Đức Phật hiệu Thủ Tịch là Đấng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thế nhân sư Phật Thế Tôn, cõi nước tên Tinh Cận, kiếp tên A Ma Lạc, cõi ấy an ổn, chúng sinh luôn được yên vui. Đức Thủ Tịch có 42.000 đệ tử Bồ Tát, 84.000 đệ tử Thanh Văn, đều thuận hành giáo pháp, khiêm tốn, kính thuận. Đức Thủ Tịch với biện tài sẵn có, dựa vào các bình phương đẳng đưa ra trăm ức vấn nạn, bảo các Bồ Tát: Các vị ai có thể giải thích rõ trăm ức vấn nạn này? Các Bồ Tát tuần tự thưa: Qua đêm nay sẽ giải đáp. Có vị thì xin qua 7 đêm, vị thì xin nửa tháng, vị thì 1 tháng, suy xét sẽ giải đáp. Lúc ấy Bồ Tát chắc ý thưa Phật: Thế Tôn, xin chứng minh cho, con không rời tòa, không phải sửa lại y phục, không cần tư duy, lập tức giải rõ các vấn nạn ấy. Bồ Tát liền gầm lên tiếng sư tử, chấn động cả tam thiên đại thiên cảnh giới, phóng ra ánh sáng chiếu soi các cõi, bảo tất cả thiên thần như thần đất, tứ thiên vương, đao lợi thiên, diệm ma thiên, đau xuất thiên, phổ biên lạc thiên, hóa từ tại thiên, trên đến ma giới thiên, phạm thiên, phạm thân thiên, phạm mãn, phạm độ trước, quang diệu, tiểu quang, vô lượng quang, quang âm, nghiêm tịnh, tiểu tịnh, vô lượng tịnh, nan cập, thiện kiến, thiện tán, ly quả, nhất thiện, không tuệ, thức tuệ, bất dụng, không tuệ, hữu tưởng, vô tưởng, cùng tập hợp về. Vô số thì kheo ni, thiện nam tín nữ, vô số chúng sinh trong mười phương đều về nơi đó. Biết đại chúng đại tập hợp, Bồ Tát như ý, dùng thần lực phước đức, sức dụng mạnh nơi tổng trị, biện tài, sức vô ý của mình và nương thần lực Phật, tuần tự giải thích rõ trăm ức vấn nạn mà không rời tòa, chuyển động lời lẽ rất lưu loát, làm cho người nghe tỏ ngộ. Lãnh hội pháp này, 6 vạn người phát tâm Bồ Đề vô thượng, 84.000 Bồ Tát đại pháp nhẫn vô sinh. Đức Phật Thủ Tịch khen ngợi: Hay thay, hay thay. Tiếng của Bồ Tát vang khắp tam thiên đại thiên cõi nước, tập hợp tất cả chư thiên thần và chúng sinh. Vì giải thích rõ trăm ức vấn nạn nên Bồ Tát có tên là Trí Tích. Tiền Nam, Bồ Tát chú ý thời đó đâu phải người nào lạ, chính là Bồ Tát Trí Tích này. Phẩm 27. Tán tháng. Khi ấy Bồ Tát tổng giáo vương bạch Phật: Thật hy hữu, thưa Thế Tôn, chư Phật với oai lực thần diệu quyết định đại Bồ Đề vô thượng, hiểu rõ 12 pháp nhân chuyên, thông đạt tất cả phân tử không thể nghĩ bàn, hành Phật không ai sánh bằng, 6 tuần không xâm nhập, kẻ chấp trước không thể hiểu nổi, tình bằng duyên giác không thể làm được, đó là hạnh Bồ Tát. Bồ Tát biết tất cả pháp bình đẳng như pháp giới, chẳng khác hư không, không vọng tưởng, không chấp trước, không mong cầu, khác với chúng sinh, hiểu nhân duyên báo ứng, giảng thuyết các ba la mật, đủ phương tiện đạt tịch tỉnh, chứng thần thông, nhập pháp môn của Phật, không tạo tác, an định như hư không, không bè nhóm, không gì sánh kịp, bình đẳng trừ hai chấp như chư Phật, tu hành thanh tịnh, không chấp nơi văn tự, chỉ dẫn tất cả, giúp chúng tọa ngộ, hiểu ngôn ngữ, không chấp chặt, phụng hành tam bảo, giảng ba môn giải thoát, vượt ba cõi, thông ba pháp, tự tại hiểu rõ pháp của chư Phật, độ trí Phật, tạo lợi ích cho mọi loài, được chư Phật khen ngợi. Thế Tôn, thiện nam tín nữ nào tin chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, nên giảng trí tuệ vô lượng cho chúng, để chúng tin phát tâm Bồ Đề vô thượng, bảo hộ chánh pháp. Chúng nghe kênh này, tòa trì độc tụng giảng thuyết sẽ đạt vô lượng phước đức,
Hiệu kính Phật, đền ơn Tam Bảo. Phật nói: đúng thế Thiện Nam. Dưới mắt Phật, ta biết phước đức của Thiện Nam Thính Đệ cúng dường Phật mười phương bằng bảy báu không bằng phước đức của thiện tánh nghe thọ trì đọc tụng giảng thuyết thực hành kính này. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ khen ngợi: ta dùng mắt Phật nhìn khắp tất cả cõi nước chư Phật, người cúng dường Phật do số bảy báu phước đức lại ít, người nghe kinh này phước đức nhiều hơn. Như là pháp khí, chúng sinh nghe kinh với diệu sâu xa, chân chánh bậc nhất tọa trì suy xét đọc tụng giảng thuyết, công đức có được thật là tối thắng, thù thắng hơn trên an trụ chánh pháp, độ sinh bằng pháp không còn có máu, vì thế cần tu an trụ đúng pháp, hiếu thuận Thế Tôn bảo đền ân Phật. Đức Thế Tôn lại hỏi đại chúng: vì nào có thể bảo hộ chánh pháp vi diệu của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại, sau khi ta diệt độ truyền bá kinh này ở đời năm trượt để chánh pháp trường tồn? Nghe Phật hỏi, sao vậy ức Bồ Tát cùng thưa: Như Lai Thế Tôn, chúng con xin nguyện bảo hộ chánh pháp khi Phật niết bàn, vô số ức kiếp chúng con lưu truyền giáo pháp chánh chân nơi đời vị lai, ngưỡng mong Như Lai thương xót giáo hộ, dùng sức oai thần giúp cho kinh này được truyền rộng rãi ở đời mạt pháp. Chúng sinh hiện giờ đều tôn kính Phật, đầy đủ căn lành, gieo trồng mầm đức, tích lũy phước lành, mong được nghe kinh. Đức Thế Tôn nói: lời Thế Tôn thành thật, an trụ pháp chân đế, giảng diễn kinh pháp này bằng lòng tin chân thật, với tâm bi vô lượng và tâm từ vô biên, thương xót mọi quần bê. Phật giảng kinh pháp này thành tựu các công đức, vượt trên các hiện tánh, trọn vẹn tất cả hạnh, thuyết giảng kinh pháp này hạnh phục mọi quân ma, trừ diệt các ngoại đạo, đoạn trừ chấp xa lịch. Phật thuyết giảng kinh này để thích bốn thiên vương, phạm thiên các trời khác, từ đồng càng thất bà. Phật thương giảng kinh này từ dưới đất trên không, chư thiên và quỷ thần đều nhờ oai thần Phật sẽ phụng trì kinh này. Tu tập bốn phạm hạnh, trang nghiêm bằng bốn đế, bảo hộ tất cả cõi bằng kinh pháp vi diệu, hư không không hình sắc nhưng có thể hiện sắc, kinh pháp của chư Phật không thể nào di chuyển. Lúc đó bốn thiên vương đồng thanh thưa Phật: chúng con tuân phụng kinh, thần lực Phật giáo hộ, con cháu và quyến thuộc đều xin bảo hộ kinh. Người thọ trì kinh này sẽ năng tu hành đạo, cho con nguyện bảo vệ cung cấp mọi vật dụng. Để thế thưa Phật: vì đền ân Thế Tôn, con nguyện bảo hộ pháp kinh vi diệu sâu xa, thực hành sẽ thành Phật, về cánh tính chư Phật con nguyện bảo hộ kinh, giữ gìn kinh điển này, tọa trì pháp chân chánh. Thiên vương phạm tam bát thơ, không buông lung phóng túng, vượt tất cả các thừa, đều là nhờ cái này pháp thừa diệu thâm áo, nguyện bỏ hoang lạc trời, bảo hộ kinh pháp này. Nơi nào giảng kinh pháp xin đến để nghe học. Thiên vương đâu xuất thưa: Bồ Tát cõi đâu xuất, một đời sẽ thành Phật. Khi thọ sinh vào đời phụng trì giảng kinh này, Thế Tôn con xin nguyện, bởi dù là cõi trời, dù cõi diêm phù đề để nghe học kinh này. Đạo sư ma tử thưa: đã đoàn hết nghiệp ma, không tổn hại chánh pháp, ai tọa trì kinh này đọc tụng đúng nghi thức, con nguyện xin bảo hộ kinh pháp của Như Lai, giúp người ấy siêng năng trọn vẹn không thiếu sót. Ma ba tuần thưa: với tất cả chúng sinh con sẽ không não loạn, ai tọa trì kinh này diệt trừ mọi dục trần, ma quân không tổn hại, con xin nguyện bảo hộ người giảng thuyết kinh này chánh pháp của Như Lai. Thiên tử tu thâm thưa: chánh pháp của Thế Tôn nêu rõ trong kinh này, ai phụng trì kinh ấy là tôn phụng chư Phật, có nguyện vì chư thiên khen ngợi kinh pháp này, khuyến khích phát tâm đạo, phụng hành như đã nghe. Bồ Tát Di Lặc thưa: đầy đủ chí đạo lớn, từ tâm không phụ thuộc, bảo hộ tất cả pháp, từ nguyện hành bố thí, con ở cõi đâu xuất, chỗ kiếp lập của Phật, kinh chánh tượng như thế sẽ khiến được truyền pháp. Tôn giả Đại Ca Diếp thưa: chúng con trí kém cỏi, học pháp của Thanh Văn, xin tùy năng lực mình tọa trì pháp của Phật. Ai tọa trì kinh này, con xin đến bảo hộ. Ai thuyết giảng kinh này, con xin đến tán thán. Tôn giả Sơ Lợi Phất thưa: giáo pháp như hư không, Như Lai đã giảng dạy, con xin nguyện bảo hộ phụng kính kinh pháp này. Nếu có ai tọa trì kinh pháp với diệu ấy, sẽ ở đời vị lai bảo hộ tất cả chúng. Tôn giả Mục Kiền Liên thưa: Thế Tôn đấng tối thượng, thanh tịnh các chúng sinh, tọa trì kinh điển này, quan sát và phụng hành, trải trăm ngàn ước kiếp, không đọa vào cõi ác, để chư Phật tọa ký kế thừa pháp Như Lai. Tôn giả A Nan thưa:
Con hầu bên cạnh Phật nghe vô số kinh pháp nhưng chưa từng được nghe kinh pháp vi diệu này. Nếu con được nghe học Phật tự thân giảng dạy, nguyện lưu truyền kinh này để cầu đạo vô thượng. Nghe vậy Đức Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát Thanh Văn Đế Thích Phạm Thiên Chư Thiên Rộng Thần, lành thay các thiện tính. Các ông có thể bảo hộ lưu truyền kinh pháp ấy. Một lần nữa Như Lai phó chúc kinh này cho các ông. Chúng sinh này học pháp đại thừa nhưng chưa đạt pháp nhẫn. Nếu nghe tọa trì đọc tụng kinh này sẽ được gặp Phật, không bao lâu sẽ đạt quả Bồ Đề vô thượng. Thanh Văn tọa trì kinh này sẽ được ở trong hội chúng đầu tiên, nơi Đức Phật Di Lặc duyên giác tọa trì kinh này, thì dù là thời không Phật vẫn thành tựu đạo duyên giác. Phật giảng pháp này có vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề vô thượng, vô số Bồ Tát đạt địa không thoái chuyển, do lượng Bồ Tát đạt pháp nhẫn vô sinh, do số cõi nước chấn động đủ số cách, ánh sáng chiếu soi, hoa trời tự nhiên rải xuống cúng Phật. Các Bồ Tát đến từ mười phương đều tung rải hoa báu cúng dường Phật, phụng trì kinh này, nêu rõ công đức thừa. Nhờ công đức vô lượng nên chúng con được đến đây nghe kinh pháp này. Chúng con nguyện làm mọi việc để Đức Thích Ca trụ mãi ở đời và kinh này được lưu truyền khắp cõi Diêm Phù Đề. Tỳ kheo ni, thì nam tín nữ nào tọa trì kinh này sẽ được bảo hộ, sẽ sống lâu, tạo lợi ích cho mọi loài. Phẩm 28 phó chúc. Bây giờ Bồ Tát Tùng Giáo Vương bạch Phật, tạo khi hữu Thế Tôn, Như Lai đã phân biệt, nếu giải rõ kinh vi diệu này, Bồ Tát phụng hành hạ phục diệt trừ cái tướng ma. Ngoài đạo thì thời giảng dạy lợi lạc quần sinh là đủ mọi việc, đạt công đức vô lượng của Phật, hiển hiện đạo lớn. Thế Tôn, kinh này tên là gì? Làm sao thọ trì? Phật nói, kinh này tên Như Lai Đại Bi, nên phụng hành như vậy, lời Phật dạy không dối. Nghe Phật giảng thế, Bồ Tát Tổng Giác Vương, mười phương Bồ Tát Đức Thích Phạm Thiên, Đức Thiên Vương, các hàng trời rồng, giải xoa cả tất bà Atula Karola, Còn Na La Mau, La Già, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Nam Tín Nữ, trời người đều hoan nghỉ tinh thọ phụng hành. Kinh Như Lai Đại Bi. Hết. Nguyện đem cả lúc này hướng về cấp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kinh Như Lai Đại Bi. Nam Mô Như Lai Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.